Thưa bà con nông dân và quý khán giả, sau thu hoạch là thời điểm vườn cây suy yếu, nhất là như vườn sầu riêng thâm canh cao nên cần được quan tâm chăm sóc đặc biệt. Nhà vườn cũng cần có biện pháp cải tạo đất vườn để hỗ trợ cây phục hồi nhanh hơn, cây khỏe để bước vào mùa vụ tiếp theo, mang lại năng suất cao. Dinh dưỡng và chất hữu cơ là hai yếu tố chính quyết định độ phì nhiêu của đất. Vậy bổ sung dinh dưỡng và chất hữu cơ là bước đầu tiên trong quá trình cải tạo đất vườn sầu riêng. Đất chứa nhiều hữu cơ thường tươi xốp, mềm mịn, thông thoáng, thấm nước và thoát nước tốt. Đất tươi xốp thuận lợi cho sự phát triển của hệ thống rễ cây. Rễ phát triển tốt giúp cây hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Giai đoạn sau thu hoạch là giai đoạn quyết định đến sức khỏe cây trồng và năng suất của vụ tiếp theo. Do đó, cần thực hiện cải tạo đất vườn thật tốt để duy trì nền đất khỏe, đảm bảo điều kiện cho sầu riêng duy trì năng suất cao vào vụ mùa sau. Nếu cần thiết, nên lấy mẫu đất để xét nghiệm để biết mức độ thiếu hụt dinh dưỡng. Trong quá trình canh tác thì chúng ta cũng nên, thí dụ cây mà chúng ta qua một vụ thu hoạch thì nó sẽ cần cỗi thiếu hụt rất nhiều. Chính vì vậy thì chúng ta xới đất qua một lần đó, thì chúng ta cắt tỉa cành tạo tán rồi xới đất, chúng ta phải bổ sung phân hữu cơ vô để nó cung cấp cho những cái phần mà như là dinh dưỡng cây nó hút đi đó, qua một mỗi vụ chúng ta phải bổ sung lên để cây nó phát triển phục hồi trở lại. Trường hợp mà chúng ta thấy cây mà nó phát triển chậm, ví dụ lá nó không dạng bị nhỏ ha, nhỏ là một mặt, thứ hai nữa là màu xanh của lá nó không đạt đó, màu xanh nhạt, và thứ ba nữa là về cái đọt nó ra, ví dụ mà nó bị cháy rồi đó. Thì người ta biết là một là do trường hợp có thể là thiếu dinh dưỡng, pH nó thấp. Do đó người ta về đó người ta phân tích đất để biết cái thành phần dinh dưỡng, thành phần cái pH là ở mấy chấm. Nếu mà 5 chấm trở lên thì là đạt, còn dưới thì người ta phải cải tạo về pH, có thể ta khử pH bằng cách giả vôi. Còn trường hợp thiếu đạm lân kali thì ta coi thiếu phần nào thì chúng ta bổ sung phần đó. Ví dụ đạm thì ta bổ sung đạm, lân bổ sung thêm lân, kali bổ sung thêm kali. Thì đó là cái mục đích của cái phân tích cái mẫu đất. Chất dinh dưỡng trong đất là cơ sở để cây trồng phát triển. Cây cũng cần hấp thụ các chất dinh dưỡng khác nhau từ đất. Trong đó, nitơ, phosphor và kali trong đất là những nguyên tố dinh dưỡng quan trọng nhất. Chúng là những chất dinh dưỡng mà cây trồng cần nhiều nhất và lấy đi nhiều nhất khi thu hoạch. Nhưng chúng hiếm khi được trả lại đất ở dạng rễ. Vì vậy, những chất dinh dưỡng này cần được bổ sung bằng phương pháp bổ sung nhân tạo. Và khi cung cấp đúng liều lượng các nguyên tố đạm, lân, kali hợp lý, có thể làm cho khu vườn trở nên tươi tốt. Thì trong quá trình bón phân thì chúng ta cũng coi xem lại cân nhắc. Thì thứ nhất là những cái đạm lân kali nó phải cân đối. Nếu mà trường hợp mà vườn ta bón dư cái lượng đạm thì cây nó phát triển nó sẽ tốt. Chính vì vậy vì nấm bệnh nó dễ tấn công hơn. Thì do đó ta phải cân đối, nhất là cái phần đạm. Còn lại lân kali thì cũng nên bón cân đối. Nếu mà trường hợp nó dư, ví dụ dư lân thì cây nó xanh tốt, ví dụ dư kali thì cây nó cứng cáp thì nó phát triển thì nó còn chậm hơn. Ví dụ trái thì nó sẽ không phát triển nữa, thì cái tế bào thì nó dày, do đó cái trái, trọng lượng trái thì nó sẽ không có đạt theo cái mong muốn của người dân. Và lấy mẫu đất thì cái mục đích là để phân tích biết cái hàm lượng dinh dưỡng, ví dụ như là đạm, lân, kali trong cái vườn mình thì nó ở mức nào, thì mình sẽ bổ sung. Nếu thiếu lượng đạm hoặc là lân, kali thì mình xem cái kết quả mình phân tích đó, thì mình sẽ bổ sung cho cái vườn mình cho đủ chất dinh dưỡng, thì từ đó giúp cái cây nó hút đầy đủ dinh dưỡng, nó phát triển tốt hơn. Thì chính vì vậy thì cây tốt thì nó sẽ có cái đề kháng sâu bệnh. Thì do đó thì cái sâu bệnh nó sẽ hạn chế, nó sẽ tấn công hơn, thì giúp cây nó phát triển và nó đồng đều, cũng như là dinh dưỡng cây nó cung cấp đầy đủ cho cây.